Dạ, xin kính chào quý thầy cô ạ. Dạ, và kính chào quý bác sĩ. Em xin tự giới thiệu, em là dược sĩ Lê Thị Xuân Linh, là trình dược viên phụ trách sản phẩm kháng sinh của công ty Bayer. Và hôm nay rất cảm ơn quý bác sĩ đã dành chút thời gian cho phép em được giới thiệu về một cái sản phẩm kháng sinh vô cùng quen thuộc, đó chính là Avelox với bài trình bày Moxiloxacin Fluoroquinolone, cải thiện nhanh triệu chứng và giảm thất bại trong điều trị các nhiễm khuẩn. Dạ, thì phần trình bày của em gồm có 4 phần. Em sẽ đi qua về cơ chế tác động, đặc điểm dược, động lực học và đưa ra những cái hiệu quả trên lâm sàng. Và cuối cùng em sẽ đưa đến một số thông tin cơ toa về sản phẩm Avelox. Dạ, thưa quý bác sĩ, Moxifloxacin có công thức cấu tạo là một citrulline giúp giữ hoạt tính trên vi khuẩn Gram âm, nhóm 3 carbon C và 4 oxo và nhóm 6 fluoro giúp mở rộng phổ kháng khuẩn trên vi khuẩn Gram âm và Gram dương do tăng sự xâm nhập mô và tăng liên kết với enzyme DNA gyrase. Nhóm 7 bicycloamine rất là cồng kềnh giúp ngăn cản sự bơm ra chủ động. Và đặc điểm nổi trội của moxifloxacin so với các quinolone khác đó chính là nhóm 8 methoxy giúp tăng hoạt tính trên vi khuẩn kỳ khí do giảm chọn lọc đột biến kháng thuốc trên vi khuẩn gram dương. Đây là một trong những cơ chế chính đề kháng của fluoroquinolone. Và tại sao mình hay nhắc đến là DNA-gyrase? Bởi vì cơ chế tác động của moxifloxacin là ức chế men topoisomerase 2 hay còn gọi là DNA-gyrase và topoisomerase 4. Đây là những cái enzyme cần thiết kiểm soát hình dạng và kích thước của DNA, giúp nhân đôi sao chép và sửa chữa DNA. Nhờ công thức cấu tạo và cơ chế như vậy, cho nên là Avelox có những cái đặc điểm nổi trội trên PKPD. Cụ thể thì moxifloxacin có phổ kháng khuẩn rất là rộng, bao gồm cả vi khuẩn gram dương, gồm có phế cầu kháng penicillin, kháng myrus, thậm chí là đa kháng, vi khuẩn gram âm, hemophilus influenza, thậm chí tiết beta-lactamase, vi khuẩn không điển hình như là legionella, vi khuẩn kỵ khí như bacteroides. Đây đều là những cái vi khuẩn gây viêm phổi cộng đồng, nhiễm trùng da và mô mềm, nhiễm trùng ổ bụng thường gặp. Và như các bác sĩ cũng đã biết, một kháng sinh muốn đạt được hiệu quả thì đầu tiên nó phải thâm nhập nhanh và đạt nồng độ cao tại mô đích. Khi nghiên cứu so sánh nồng độ của moxifloxacin tại vị trí nhiễm khuẩn so với huyết tương thì thấy được là trên phổi thì nồng độ của moxi trên đại thực bào phế nang và trên dịch lót biểu mô cao hơn so với trên huyết thanh. Tại da và mô mềm thì các mô nhiễm khuẩn nồng độ của moxi rất là cao. Tại xoang thì trên niêm mạc xoang hàm và niêm mạc xoang sàn trước thì cao hơn hẳn so với trong huyết tương. Và trên phúc mạc thì nồng độ của moxifloxacin trong dịch tiết màng bụng cao vượt trội so với trong huyết tương. Dạ, như quý bác sĩ cũng đã biết, quinolone là một kháng sinh phụ thuộc vào nồng độ. Cho nên để đánh giá hiệu quả cũng như khả năng ngăn ngừa đột biến kháng thuốc thì người ta sẽ căn cứ trên tỷ số AOC trên MIC. Đối với phế cầu, cái tỷ số AOC trên MIC phải lớn hơn 35 thì mới đạt hiệu quả. Trong khi đó, muốn thể hiện được cái khả năng ngăn ngừa đột biến kháng thuốc thì cái tỷ lệ này phải lớn hơn 100. Thì đây có thể thấy được, theo nghiên cứu Blavente năm 2007, chỉ có một mình moxifloxacin 400 mg đạt được cái tỷ lệ này là 148. Trong khi đó, ở liều 500 và thậm chí là 750 vẫn không đạt được cái tỷ lệ này. Hơn thế nữa, để đánh giá cái khả năng ngăn ngừa đột biến kháng thuốc thì người ta còn căn cứ vào cái thông số MBC. Thì MBC là nồng độ ngăn ngừa đột biến kháng thuốc. Khi mà so sánh nồng độ MBC của các kháng sinh quinolone hô hấp thì thấy được là MBC của moxifloxacin thấp hơn 4 lần so với Levo. Thì một kháng sinh có MBC càng thấp thì khả năng ngăn ngừa đột biến kháng thuốc càng cao. Và hơn thế nữa, moxifloxacin duy trì được thời gian trên MBC tới 18 giờ. Như vậy, moxifloxacin vừa đạt hiệu quả và giảm kháng thuốc, đồng thời duy trì được MBC 90 theo thời gian. Và ngoài ra, đặc điểm nổi bật trong dược động lực học của moxifloxacin đó là sinh khả dụng đường uống của moxifloxacin 400 mg gần trên 90%. Cho nên là thuận tiện cho liệu pháp kháng sinh nối tiếp từ dạng truyền sang dạng uống. Moxifloxacin đào thải qua hai con đường thận và mật, cho nên là
không cần chỉnh liều trên bệnh nhân suy gan hoặc là suy thận. Ngoài những cái ưu điểm vượt trội trên dược động lực học thì trên lâm sàng, moxifloxacin cũng có những cái ưu điểm rất là lớn. Chúng ta sẽ qua phần 3 hiệu quả trên lâm sàng. Theo bài review của tác giả Anderson được in trên tạp chí thực hành y khoa năm 2010, khi mà dựa trên phân tích kết quả của tổng cộng các nghiên cứu ICT và các hướng dẫn điều trị để đánh giá hiệu quả của các quinolone hô hấp trong điều trị viêm phổi cộng đồng, thì thấy được khi sử dụng moxifloxacin 400mg thì trên 60% bệnh nhân hết sốt sau 2 ngày điều trị. Trong khi đó, khi sử dụng levofloxacin ở liều tương ứng là 500 và 750 thì chỉ có tương ứng là 40-50% bệnh nhân hết sốt nhưng sau 3 ngày điều trị. Các nghiên cứu gợi ý rằng thời gian hết sốt có thể liên quan đến là hoạt lực kháng phế cầu của quinolone. Như vậy, moxifloxacin cải thiện nhanh triệu chứng lâm sàng chỉ sau 2 ngày điều trị. Và ngày nay thì các nhà lâm sàng cũng rất là băn khoăn khi mà lựa chọn kháng sinh ban đầu trong điều trị viêm phổi cộng đồng. Thì theo đó thì có một nghiên cứu của tác giả Ott năm 2012 thì thấy được là đây là nghiên cứu khảo sát thất bại liên quan đến điều trị kháng sinh ban đầu và tác động lên chi phí điều trị, được thực hiện trên hơn 1.200 bệnh nhân viêm phổi cộng đồng nhập viện tại 22 bệnh viện của Đức từ năm 2002 đến năm 2005. Thì kết quả cho thấy thất bại điều trị với kháng sinh ban đầu làm kéo dài thời gian nằm viện. Cụ thể khi điều trị thành công với kháng sinh ban đầu, thời gian nằm viện chỉ có 9,8 ngày, trong khi điều trị thất bại kéo dài lên tới 15,4 ngày. Đây là một nghiên cứu kết quả có ý nghĩa thống kê. Kết luận thứ hai, điều trị ban đầu với moxifloxacin giúp giảm tỷ lệ thất bại so với nhóm beta-lactam có hoặc là không phối hợp với Marolix. Thì cụ thể, khi điều trị với moxifloxacin thì tỷ lệ thất bại là 10,9%, trong khi đó điều trị với beta-lactam có hoặc không phối hợp với Marolix, tỷ lệ thất bại lên tới 20,6%. Đây là kết quả có ý nghĩa thống kê. Như vậy, moxifloxacin tăng tỷ lệ thành công trên lâm sàng, rút ngắn thời gian nằm viện có ý nghĩa so với lại beta-lactam có hoặc không phối hợp với Marolix. Như vậy thì nó giảm thời gian nằm viện, nó tác động như thế nào tới chi phí điều trị? Thì một nghiên cứu tạc ghép, đây là nghiên cứu tiến cứu đa trung tâm ngẫu nhiên giãn mở trên hơn 600 bệnh nhân viêm phổi cộng đồng, so sánh chi phí điều trị giữa liệu pháp nối tiếp moxifloxacin với lại amoxicillin phối hợp với lại clarithromycin. Kết quả cho thấy thời gian nằm viện khi mà điều trị với moxifloxacin thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với lại phối hợp giữa amoxicillin và clarithromycin. Và chính vì vậy, đưa qua chi phí điều trị thì tại Đức và tại Pháp thì người ta đều cho kết quả thấy được khi sử dụng moxifloxacin sẽ tiết kiệm chi phí hơn so với lại điều trị amoxicillin phối hợp với clarithromycin. Như vậy, moxifloxacin giúp tiết kiệm chi phí hơn so với amoxicillin phối hợp với clarithromycin trong điều trị viêm phổi cộng đồng. Dạ, như vậy, qua những cái nghiên cứu em vừa trình bày có thể thấy được là Avelox tiết kiệm chi phí điều trị do cải thiện nhanh triệu chứng lâm sàng sau 2 ngày điều trị và giảm thất bại trên lâm sàng. Và cuối cùng em xin đi qua một số thông tin kêu toa về sản phẩm Avelox. Dạ thì trên thị trường Avelox có hai dạng bào chế, dạng tiêm truyền 400mg trên 250ml và dạng viên nén 400mg. Về chỉ định, đối với dạng tiêm truyền thì chỉ định chủ yếu là trên viêm phổi mắc phải cộng đồng, nhiễm khuẩn da và tổ chức dưới da phức tạp và nhiễm khuẩn ổ bụng phức tạp. Về dạng viên nén thì chỉ định mở rộng thêm ở dạng viêm da và tổ chức dưới da không biến chứng và điều trị các bệnh viêm chậu mức độ nhẹ tới trung bình, viêm xoang cấp và đợt cấp viêm xoang mãn. Tuy nhiên chú ý ở đây là mình phải nên xem xét khi mà không có sự lựa chọn điều trị thay thế thì mới nên sử dụng Avelox. Về chống chỉ định là mẫn cảm với lại moxifloxacin hoặc các quinolone khác hoặc bất kỳ thành phần tán dược nào của thuốc, bệnh nhân có thai và cho con bú, bệnh nhân dưới 18 tuổi. Và liều dùng thì chỉ dùng một liều 400mg ngày một lần và không cần chỉnh liều trên bệnh nhân suy gan, suy thận. Cách sử dụng, dạng viên thì mình uống nguyên viên, còn dạng tiêm truyền thì phải chú ý là truyền theo đường tĩnh mạch với thời gian trên 60 phút. Cái này phải đặc biệt lưu ý, bởi vì khi mà mình truyền nhanh quá thì sẽ dẫn đến những cái phản ứng mà mẫn cảm trên da hoặc là trên tĩnh mạch.
Giờ đây không cần chỉnh liều trên bệnh nhân suy gan, suy thận. Về thận trọng thì các bác sĩ có thể tham khảo thêm trên thông tin kê toa của sản phẩm. Mà đặc biệt lưu ý ở đây thì đối với giảng viên phải đặc biệt thận trọng trên đối tượng bệnh nhân có khoảng QT kéo dài, bệnh nhân có hạ kali máu chưa được điều chỉnh, bệnh nhân đang điều trị bằng các thuốc chống loạn nhịp nhóm 1A hoặc là nhóm 3 và bệnh nhân đang sử dụng đồng thời các thuốc làm kéo dài khoảng QT. Về tác dụng phụ không mong muốn thì hay gặp đó là bội nhiễm nấm, đau đầu, choáng váng hoặc là buồn nôn, đau dạ dày kéo dài khoảng QT ở bệnh nhân hạ kali máu, tăng các men transamina, phản ứng tại vị trí tim và truyền thuốc. Các phản ứng ít gặp cho đến là rất hiếm gặp thì các bác sĩ có thể đọc kỹ trên cái tờ thông tin kê toa về sản phẩm. Về tương tác, do Avelox không chuyển hóa qua hệ thống gan phytochrome B450 cho nên là gần như không tương tác với các thuốc, thậm chí ở các thuốc như là atenolol, ranitidine, rồi theophylline, glibenclamide, rồi benacid thì Avelox không tương tác. Đối với warfarin á, mặc dù không ghi nhận có tương tác khi mà điều trị chung với warfarin nhưng mà cũng nên tiến hành theo dõi chỉ số INA và nếu cần thiết nên điều chỉnh liều lượng của các thuốc chống đông máu cho phù hợp. Rồi đối với các thuốc kháng axit, muối khoáng và vitamin thì nên sử dụng ít nhất là 4 giờ trước hoặc là 2 giờ sau khi uống moxibustrocin. Về than hoạt thì than hoạt làm giảm tính sinh khả dụng toàn thân của moxi cho nên là mình phải không nên sử dụng chung. Về các thức ăn và sản phẩm từ sữa thì không ảnh hưởng cho nên có thể uống moxibustrocin không phụ thuộc vào bữa ăn. Và đối với phụ nữ có thai và cho con bú thì mình chống chỉ định và nó có thể là tác động dụng trên là khả năng lái xe và vận hành máy móc. Khi mà quá liều thì nên sử dụng than hoạt ở giai đoạn hấp thu sớm. Dạ, về bảo quản thì dưới 30 độ C. Dạ, phần trình bày của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn các thầy cô và quý bác sĩ đã chú ý lắng nghe ạ. Dạ, em xin cảm ơn.